Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã luôn ủng hộ và luôn đồng hành cùng với Phúc An TV. Hôm nay ngày 10 tháng 1, Phúc tiếp tục cập nhật thông tin để gửi đến với cô chú anh chị khán giả. Hiện tại thì có rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đang rất là quan tâm về show diễn sắp tới đây của Đàn Gà Con cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Có nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã hỏi nhắn tin với Phúc là anh Mạnh Quỳnh cùng với Dương Huệ có bị tẩy chay hay không, đã bị cấm sóng hay không, vì những cái show diễn như là ngày 18 tháng 1 rồi những show liên quan đến thầy trò thì khán giả không thích xem và không ủng hộ, và cũng có nói rằng đã lên báo chí. Tuy nhiên vấn đề đó chỉ là những thông tin trên mạng xã hội, những lời đồn đoán thôi nha cả nhà. Vì những show diễn sắp tới đây của Đàn Gà Con và ca sĩ Minh Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường. Còn việc cấm sóng đó là những lời đồn đoán, những lời nói của cộng đồng mạng, khán giả mà thôi, chứ hiện tại thì thông tin cấm sóng là không có nha cả nhà. Thì cụ thể mới đây ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã chia sẻ về hình ảnh mới nhất là ngày hôm nay sẽ trở về Việt Nam để thực hiện những show diễn sắp tới. Thì cụ thể ca sĩ Mạnh Quỳnh có chia sẻ như thế này: Mạnh Quỳnh xin hẹn gặp khán giả thân thương tại quê nhà nhé. Quỳnh bay đây. Lu bu quá, quên cập nhật các show diễn của Quỳnh trong tháng 1 và tháng 2 như lời đã hứa. Trước khi bay vội vàng, đăng ngay đây nè. Đừng quên vào hai kênh YouTube của Quỳnh để xem và theo dõi những ca khúc mới nhé. Mạnh Quỳnh Official, Mạnh Quỳnh Legacy. Thương chúc muôn nhà an vui và hạnh phúc, mến Mạnh Quỳnh. Kèm theo đó là hình ảnh của ca sĩ Mạnh Quỳnh tại sân bay trước khi trở về Việt Nam ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1. Để chuẩn bị cho những show diễn sắp tới, thì Mạnh Quỳnh cũng đã cập nhật những show diễn sắp tới của mình tại Việt Nam. Vào lúc 19:30 ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 1, 2024, thì Mạnh Quỳnh sẽ diễn trong chương trình Xuân Phát Tài, Những Nẻo Đường Xuân Đến. Tiếp theo là vào ngày 14 tháng 1, Chủ nhật, vào lúc 20:30, Mạnh Quỳnh sẽ hát tại Calai với chủ đề Xuân Quê Hương, 36A Hoàng Cầu, bán đảo Hoàng Cầu. Tiếp theo đó là show vào ngày 18 tháng 1 tại phòng trà Đồng Giao, Cho Nhau Nụ Cười Xuân. Chương trình này Mạnh Quỳnh sẽ hát cùng với Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Dương Huệ và Trường Huy. Đây là show mà hiện tại cộng đồng mạng đang bàn tán râm ran với nhau rất là nhiều. Cho rằng show này sẽ hủy, cho rằng là show này sẽ bị cấm sóng vân vân. Nhưng hiện tại thì chưa có thông báo chính thức nha cả nhà. Chỉ là những lời đồn đoán trên mạng xã hội mà thôi. Show diễn này sẽ diễn ra bình thường. Và số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé: 0918 488 585. Đây là show mà rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã lên tiếng về show này. Mọi người đang rất yêu mến Đàn Gà Con, mong muốn Đàn Gà Con được không bị ảnh hưởng những sự việc liên quan đến học trò. Tuy nhiên đây là một show kết hợp của ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng với học trò cũng như Đàn Gà Con, diễn ra vào ngày 18 tháng 1 tại phòng trà Đồng Giao. Dù rằng hiện tại có rất là nhiều thông tin, nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã lên tiếng không ủng hộ show diễn này, tuy nhiên đến thời điểm này, đến chiều ngày 10 tháng 1, 2024, thì
Show này vẫn diễn ra bình thường nha cả nhà. Và những lời đồng đoán chỉ là đồng đoán. Tiếp theo là show vào ngày 19 tháng 1 cũng tại phòng trà Đồng Giao. Show này ca sĩ Minh Quỳnh sẽ hát cùng với Giác Long, cùng với Yuki Ánh Bùi. Đây là chương trình mang tên chủ đề Lâu Đài Tình Ái. Đêm nhạc này sẽ thể hiện những bài hát của Vinh Sử và Trần Thiện Thanh, sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ. Như vậy, lần này trở về nước, ca sĩ Minh Quỳnh sẽ có 4 show diễn. Đó là show diễn vào ngày 13 tháng 1, 14 tháng 1, tiếp theo là 18 tháng 1 và ngày 19 tháng 1, 4 show diễn. Sau đó thì Minh Quỳnh sẽ tiếp tục trở về Mỹ. Ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều show để chuẩn bị. Thì rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đã bình luận về những cái lịch trình show diễn của ca sĩ Minh Quỳnh trở về Việt Nam. Thì bà Marietto, bà chủ của Trung tâm Thúy Nga, cũng đã gửi lời chúc mừng đến với ca sĩ Minh Quỳnh. Bay bình an em nhé, Thương. Chúc anh bay thuận lộ bình an và nhiều sức khỏe. Quê nhà luôn chào đón anh trở về. Thương ủng hộ anh, luôn nhớ về chị. Chúc các show diễn thành công, như ý. Chúc em bay thuận lộ bình an. Chúc em bay thuận lộ bình an. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Chúc những show diễn ngắn ngày ở quê nhà thành công tốt đẹp. Đó là những lời chúc của rất là nhiều khán giả gửi đến với ca sĩ Minh Quỳnh. Vì vậy thì có rất là nhiều cô chú đã hỏi Phúc về cái show diễn vào ngày 18 tháng 1 như thế nào. Thì đến thời điểm này, hình ảnh poster vẫn không có gì thay đổi. Đó là ca sĩ Minh Quỳnh cùng với Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Dương Huệ và Trường Huy sẽ diễn ra bình thường. Dù rằng hiện tại có rất là nhiều lời đồn đoán rằng ca sĩ Minh Quỳnh cùng với học trò nữ bị cấm sống, cấm biểu diễn. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời đồn đoán. Và thực tế thì ca sĩ Minh Quỳnh đang trở về Việt Nam để chuẩn bị những cái show diễn sắp tới, cũng như tập vào cùng với học trò, cùng với đàn gà con để chuẩn bị cho show diễn vào ngày 18 tháng 1 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Giao. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.